Chào các bác, hôm nay bên em về được huyền thoại chiếc đầu băng cối Akai GX635D tuyệt đẹp, giao lưu cùng các bác. Đấy, nói đến 635D thì một em máy huyền thoại rồi, niềm mơ ước của rất nhiều anh em chơi audio. Hôm nay thì bên em đấu mạng về một máy cực kỳ đẹp, giao lưu cùng các bác. Dòng máy này đã quá nổi tiếng, máy chạy băng 5, băng 7, băng 10 inch, 4 track auto reverse 2 chiều, bowway recording, thu phát cả 2 chiều hoàn hảo. Và về cái thiết kế của 635D, có thể nói đây là một cái thiết kế vĩnh cửu, trường tồn theo thời gian. Đấy, các bác một lần nhìn thì mê luôn. Đấy, các bác xem là máy em tuyển cực kỳ đẹp này. Có cặp húp zin theo máy này, mặt mũi trắng bóc luôn. Đấy, các bác xem mặt mũi trắng tinh, không chảy xước. Rồi những cái phần hàm từ đây rất đẹp, rất đẹp, rất sang trọng. Cụm đồng hồ công tơ mét còn nguyên. Đấy, cái phần hàm từ này, bowway recording này. Auto reverse này, thu phát 2 chiều, động cơ là 3 motor, 6 đầu tư, hoàn hảo luôn. Xuống bên dưới thì các bác sẽ thấy những cái phần phím volume, phải nói rằng quá đẹp, quá là sang trọng, với những cái đường cắt kim cương đây, sáng bóng và những họa tiết vân trải tia còn nguyên. Phím bấm bằng nhôm phay xước rất đẹp. Hai cụm đồng hồ vu với ánh sáng vàng trong vắt luôn. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Đấy, phần bánh tì còn quá mới, con này tiền cho các bác phải nói rằng hoa hậu, đẹp xuất sắc, đẹp mỹ mãn luôn ạ. Đấy, các bác chúng ta cùng ngắm em 635D nhé. Ngoài ra thì máy được trang bị hai hồi gỗ sang trọng, rất là sang trọng, cổ kính. Đấy, em quay cả hai hồi gỗ cho các bác xem. Đấy, rất đẹp. Đấy, rất đẹp và rất sang. Mời các bác xem nội thất của em 635D trong clip ngày hôm nay. Em này thì có cái phần nội thất sắt xi 7 màu. Đấy, số series em nó là 00560. Nội thất sắt xi 7 màu phải nói rằng quá mới luôn. Để tìm được những cái em máy mà cái ruột gan, cái nội thất nó đẹp. Đấy, nó vàng ươm như này, trên thị trường thì gần như là không có. Rất đẹp luôn ạ, và tất cả còn nguyên bản. Đấy, các cái vị trí vỉ mạch linh kiện sẽ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Một cái vỉ mạch ở vị trí ở dưới đây ạ. Đấy, nguyên một cái vỉ mạch ở dưới này và một cái vỉ mạch ở trên này, phần trống ở giữa này, bố trí để là cho cái phần động cơ nó chạy được thoáng, được mượt mà. Và đây các bác xem hai motor quấn này ở hai bên này, quá mới luôn. Đấy, rất đẹp. Đấy, tấm lắp lưng thì xuất sắc. Đây, đây chính là cái phần tấm lắp lưng. Đây, em sẽ lắp vào các bác chúng ta cùng xem, rất đẹp luôn. Đấy, tìm được những cái em 635D như ngày hôm nay hiếm có. Đấy, các bác xem. Đấy, rất đẹp phải không ạ? Em máy này thì shop xin giao lưu cho các bác mức giá tốt là 38 triệu đồng các bác nhé. Bao gồm máy và một cặp húp zin xịn. Bây giờ thì em sẽ lắp băng vào để test chất âm. Để mời các bác chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm của em 635D này. Để các bác chờ em một chút thì em sẽ lắp cái băng vào. Em test cho các bác nhé. Đấy, mức giá của em nó là 38 triệu đồng. Mời các bác chúng ta cùng nghe Akai GX635D huyền thoại, đẹp tuyệt vời. Chuyện tình ta đã lưu.
em test chiều ngược lại để các bác chúng ta cùng nghe. Vận hành cả hai chiều hoàn hảo. Mây mù trên núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mong manh, đêm đêm nằm đường ngăn quân thù, áo nhà binh thương linh linh thương quê, vì đời mà đi. Em sẽ test chức năng tua máy ạ, các bác chúng ta cùng xem. Mọi tính năng để vận hành hoàn hảo luôn. Đấy, máy chạy rất mượt mà, êm máy, động cơ tít luôn. Mức giá em nó 38 triệu đồng nhé, bao gồm máy và húp, chưa bao gồm xương băng. Các bác quan tâm thì liên hệ em đặt chân. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip lần sau.